Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái bộ trang phục thợ mũ điên nha mọi người. Úi trời ơi, em ơi, đứa nào kia vậy hả? Ui, xế căng vậy, căng rồi nha. Không sao anh em ơi, vậy là Kẹo đã có được một mạng đầu tiên ở trong cái ván đấu này rồi nha. Mỗi tội là nó bắn mình mất hơi bị nhiều máu, nên là mình sẽ phải cố gắng kiếm thêm vài tục thương để bơm máu tạm cho nó đầy cái đã. Đây không sao, Kẹo đang có là 169 trên 200 máu này. Quan trọng là kiếm tục thương nha mọi người. Đây rồi, ok. Chỗ này thì nó lại có tận 3 tục thương luôn. Quá là ổn phải không anh em? Đó. Vậy là hiện tại thì Kẹo đã đầy máu rồi. Cái bộ trang phục thợ mũi điên này thì nó lại không có mặt ở trên server Việt Nam anh em ơi. Hiện tại thì Kẹo đang chơi trên server nước ngoài nha các bạn. Nói chung là rất là ít người có được cái bộ trang phục này. Ở Việt Nam thì là không có ai nha mọi người. Và Kẹo ngày hôm nay sẽ là người trải nghiệm đầu tiên cái bộ trang phục này. Mình sẽ chạy qua đây con nào. Nói chính xác hơn thì mình là người Việt Nam đầu tiên trải nghiệm cái bộ trang phục thợ mũ điên nha mọi người. Đấy. Thì nhìn cái bộ trang phục này mình thấy là nó na ná giống cái bộ trang phục thợ điên. Ok. Thế là xong, mình đã có được mạng thứ hai này. Rất là easy phải không anh em ơi? Với lại thì mình có thấy là cái bộ trang phục thợ mũi điên này nó lại na ná giống bộ trang phục tuxedo đỏ nữa mọi người ạ. Công nhận là cũng là chất chân người rơi. Đấy, quá là ngầu. Nhìn nó cũng ngầu mà anh em. Ở Việt Nam mà nó ra mắt cái bộ trang phục này thì chắc chắn là Kẹo sẽ nạp tiền vào và mua luôn. Úi trời ơi, em ơi, ăn nấm hả em ơi? Trời ơi, cố gắng ăn nốt cái nấm và bạn ấy đã phải ra đi mãi mãi. Thế là xong, Kẹo đã có được mạng thứ ba. Và combo súng hiện tại Kẹo đang dùng đó là FAMAS cộng với MP40. Một cái combo súng khá là ổn phải không anh em ơi? Đây, chạy lên chiếc xe này và chúng ta hãy cùng lái xe đi săn người nào anh em. Kẹo sẽ cố gắng kiếm thật nhiều mạng ở trong cái ván đấu này. Đây, chạy lên trên này coi. Ui, đang có tận 24 người trên nữa cơ mà. Đông phết mọi người nhỉ. Cứ chạy lên trên cái đá. Đấy, xong rồi nếu mà có người thì chúng ta sẽ kill cho nó luôn. Kill từng đứa một luôn và cố gắng giành lấy top 1 ở trong cái ván đấu này. Kẹo đang chạy lên phía cổng trời. Ngày hôm nay thì mình sử dụng cái bản đồ kho báu cơ, nhưng mà nó ở xa quá nên là mình kệ luôn và không thèm lựa bản đồ kho báu luôn nhá. Hello, ngày này có ai không vậy? Đã thấy là có một hầm xác ở ngay ngoài, nhưng mà chưa thấy người ở đâu anh em ạ. Quan trọng là phải thấy người cơ. Thì là mình sẽ kêu chuẩn luôn. À, vòng lại, vòng lại. Ở trên cổng trời có người nha các bạn. Đây, chỗ nào vậy hả? À, chỗ này à? Ok. Ui, nhà này cũng có luôn. Em ơi, em đâu rồi? Chạy qua đây để ở solo với anh nào. Hey. Ui, nó chạy đâu rồi nha mạ? Kẹo tìm thì không có thể nó đâu. Lên trên thử tầng 2 coi. À, đây rồi. Đây rồi, cái đậu xanh. Thôi xong rồi nha em ơi. Nó lại chơi khăm tôi quá anh em ạ. Máu dung từ mang kiểu này là Kẹo đang bị mắc kẹt rồi. Đậu xanh. Trời ơi, thế là lại có cơ hội ngắm cái bộ trang phục thợ mũi điên này. Thưa anh em, có thể thấy được rằng là cái bộ trang phục thợ mũi điên này nó có cái kiểu tóc như kiểu tóc mì tôm. What the hell, ở chỗ này thì lại không bắn được lên trên này. Kẹo đang bị mắc kẹt giữa tầng băng của cái đỉnh này. Ok ok, đã phá xong tầng băng nhá. Ui, câu liệu cả, sợ vậy. Đây, Kẹo ngồi tạm trong cầu thang này. Làm gì mà căng. Ui dồi ôi, đây, quấn cho đầy máu cái đã. Hello bạn ơi, mình lên chơi với bạn thôi nha. Nó vẫn đang ở trên tầng 2 mọi người ạ. Kẹo thì lại không có liệu này. Ui, từ từ anh em ơi, ngồi đây, lút đồ cái đã. Đấy, nó đang đứng ngay sau cái thùng chỗ kia. Ồ, có lựu đạn rồi nha. Em ơi, ăn lựu đạn nhé em. Từ từ, anh sẽ câu lựu qua để chơi chú luôn. Gạ dao gạ chảo cơ. Thanh niên ơi là thanh niên ơi này. Thêm quả lựu nữa này. Đúng rồi, chạy đi bạn ơi. Ôi dồi ôi. Thế là xong. Kẹo đã có được mạng thứ tư ở trong cái ván đấu này. Anh em thấy là nó có đơn giản không ạ? Quá là đơn giản luôn chứ lại.
Thanh niên, mình vẫn cay cái thằng này, kiểu như là mình đang chạy lên nó dựng ngay quả tường băng làm kẹo bị mắc kẹt nhá. Quẩy ngon. Mình không ngờ là cái thằng như kiểu là nghèo nghèo này nó lại có cả ba lô ba luôn, quá là điều tuyệt vời luôn. Ê, chạy thôi nha em ơi, chúng ta sẽ tiếp tục đi săn mạng thế nào. Còn lại 12 người chân nữa. Phải nói là các bạn ấy kêu nhau rất là nhanh. Đây, lên xe nào anh em ơi. Mình đang gọi là 195 trên 200 máu, nên là mình sẽ không bơm máu vội nhá, để đỡ tốn túi cứu thương. Cái giáp ba của kẹo bây giờ lại hơi bị nát này. Chúng ta sẽ chạy qua chỗ nào để kiếm được cái giáp ba mới nào anh em ơi. Chứ còn là giáp này nát quá, chơi nó lại như kiểu là chết sớm anh em ơi. Kiếm một cái giáp xịn cái đã. Dưới này thì sao nhỉ? Uầy, không có một ai cơ. À đây. Úi dồi ôi em ơi, chạy đâu vậy em ơi? Đi đâu mà vội mà vàng, để anh đâm cho. Ok, vừa lượm thêm được hai quả bom keo nữa thì ba lô của kẻ đã full 98%. Ơ, công nhận là ba lô 3 cũng lượm được ít đồ mọi người nhỉ. Bao giờ game Free Fire mới ra mắt ba lô 4 đây? Thì chúng ta sẽ đựng được nhiều đồ hơn nữa. Lên trên này cái coi. Wow, trên này không thấy một ai. Người đâu cả rồi? Còn lại 8 thằng nữa anh em ơi. Hello các bạn, đâu cả rồi? Đây, mình sẽ chạy xuống phía dưới này. Uầy, đứa nào kia? Đứa nào đang chạy kia? Em ơi, em ơi, chạy hả em ơi, và ăn tông luôn nhé. Ơ kìa, tông mà vẫn chết chết cả. Sống dai vậy? Uầy, máu trâu vậy? Tông mất 304 máu mà vẫn chết chết cả. Gắt à nha. Ok, không sao. Thế là xong đời thiên nhiên. Đâm xe không chết nhưng mà sấy bằng format thì lại die luôn. Đây, chạy qua để loot sang nó luôn nào. Vứt luôn cả xe luôn. Đấy, chạy lên loot sang nào. Ok, ngon. Nó đã có một cái giáp ma ngon hơn cái giáp ba của mình lúc nãy. Và cái lượng chống chịu sát thương của cái giáp này nó lên đến đó là 80% cơ. Đấy, ngon hơn cái giáp ba nát kia của tôi rất là nhiều nhá. Qua bên này thử coi, và chưa thấy ai cả. Còn lại có 7 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Cùng kẹo đi săn mạng nào. Chỗ này ở ngay hướng 300 có một cái thính này. What the hell? Gốc cây, ui dồi ôi thiên nhiên. Áo đỏ còn hồng hả? Trời ơi. Em ơi đứng lại đi em ơi. Áo đỏ còn hồng hả em ơi? Đây, anh qua lút đồ chú luôn. Mặc cái bộ trang phục là thế này nên là chết là đúng rồi nhá. Lần sau mặc cái bộ trang phục nào nó tối tối đi nha em ơi. Chứ còn là màu đỏ như thế mà mình lại thấy nó đứng ở ngay bên cạnh cái gốc cây, với lại như kiểu là bên dưới toàn là cỏ màu xanh lá thì phát hiện nó rất là dễ dàng. Phía dưới này, và còn lại 6 thằng nha. Wow, để coi xem là 6 thằng nữa đang ở đâu. Ui, có thính này các bạn ơi. Anh em nghĩ là bên cạnh thính này có ai không nhỉ? Ui, có một cái xe máy này. Khả năng cao là phía sau có người. Ê, không có. Chỉ là mình quá đa nghi mà thôi. Lên tạm xe này cái đã. Tiếp tục chạy xe và đi săn mạng nào. Kéo sẽ chạy lên phía trên này thử coi. Phía trên này thật sự bây giờ là vẫn chưa thấy ai. Vắng quá nhỉ. Wow, không có một ai luôn mọi người ạ. Không hiểu là ngày hôm nay là hình như là mấy bạn còn lại các bạn ấy chơi thủ nhà hết thì phải. Thế là mình chạy rông ở ngoài, có thấy một ai đâu. Vắng quá trời quá đất luôn. Người đâu hết cả rồi. Còn lại tầm khoảng là 10 giây nữa thì vào một điện sẽ thu lại nha. Ui, kẹo lái xe ngáo quá. Qua đây con nào. Kìa kìa anh em ơi, thanh niên thứ 8 kia rồi. Em ơi là em ơi, chạy đi đâu hả em ơi? Úi dồi ôi em ơi, ăn tông nhé. Đập đầu vào cái nhà gỗ và chết luôn. Thế là xong, kẻ đã có được bạn thứ 8 nha. Lên xe thôi nào anh em ơi. Còn lại còn 5 người chơi nữa. Cố lên nào các bạn. Ui, bây giờ là chỉ còn lại có 4 người thôi. Hiện tại thì kẹo đang có đó là 14 mắt xem rồi nhá. Người đâu cả rồi? Lên phía trên này thử coi nào.
Wow, đây kẹo sẽ chạy qua chỗ Thính luôn. Đó, Thính ngay hướng 165 này. Ok ok, chắc là chưa ai chạy đến đây để lượm Thính đâu. Uầy, thằng nào ở ngay phía sau này vậy? Ui dồi ôi, đang tính lượm Thính thì lại có người. Thế là tông luôn thằng này. Ơ, thằng này nó lại chết vì bo. Uầy, vậy là kẹo không ăn được mạng. Chán quá nhỉ anh em. Đâm nó ra người bo làm ngay cái chữ đã bị hạ thì thật sự là cạn lời luôn. À, phóng liệu M79 này. Ok, ván này kẹo lượt phóng liệu M79 chơi luôn nhá. Uầy, con thật chắc cơ à? Thế kia, xuống xe nhanh. Đây, để xem mình chặn xe nó này. Hello thanh niên, xuống xe nhanh. À, mày chạy à, mày chạy à? Anh bảo rồi cơ mà, xuống xe nhanh em ơi. What the hell? Anh em ơi, đây kẹo đuổi theo nó luôn. Xem là mày chạy nhây với anh được bao nhiêu lâu. Đó, nó đang ở ngay phía trước mặt nha. 300 độ anh em ạ. Ok ok. À, Tính chạy qua để lượm Thính hả? Thính kia là Thính FVD thôi em ơi, có gì đâu mà lượm. Ồ, có xuống xe hay không? Nó không xuống xe mọi người ạ. Như là nó lại chạy vòng lại à? What the hell? Nhảy xuống đi em ơi. Trận đấu cho vui nào, ai lại chạy vòng lại như thế hả em? Anh em ơi, kẹo sẽ chạy lên phía trên, tăng tốc và chặn đầu xe nó luôn nhá. À, thằng này hay. Hay nhá. Này, chặn đầu xe nó này. Ui, ui, ui anh em ơi. Vẫn không chặn được xe nó này. Chạy căng vậy. Cơ bản là xe nó to hơn nên là mình không chặn được xe nó. Đây, anh không cho chú chạy nhá. Em ơi, đừng có chạy nhá. Chặn đầu xe mày luôn này. Ui, xe bay anh em ơi. What the hell, mà chắc kiểu nó bay kìa. Bay như kiểu xe đồ chơi vậy. Kìa, xuống xe nhanh. Xuống xe nhanh em ơi. Xuống xe nhanh em ơi. Không là anh phải nát đầu bây giờ. What the hell. Xuống xe đi em ơi. À, xe đã nổ. Nhưng mà nó đã xuống xe và chạy vào trong rồi nha em ạ. Ok ok, đây kẹo chạy qua ngay. Thằng này là phải giết luôn và không cho nó đẻ trứng nhá các bạn. Úi dồi ôi, không hiểu sao chạy đoạn này thì xe nó lại bị mắc kẹt này. What the hell, từ từ nha em ơi. Mình sẽ phải đi lách một xíu thì mới lên được cái đoạn này. Khó khăn quá nhỉ. Đây, đây nha em ơi, đây. Chạy xe vòng lại này. Nào, mày trốn ở đâu hả em ơi? Mày trốn ở đâu, anh chạy lên kêu chú luôn. What the hell, nó đâu rồi nhỉ? À, đằng sau này. Đằng sau này nha em ạ. Ok ok. À kia hả? Ăn đạn phóng liệu nha em. Uầy, thêm một viên phóng liệu này. M79 em ơi, và lên bảng điểm số luôn. Thế là kẹo đã có được mạng thứ 9 ở trong cái ván đấu này. Ở thằng này thì nó lại không có súng tiểu liên. Mình đang định đổi qua súng tiểu liên cơ nha em ơi. Lên tạm xe này cái đã. Lái xe thôi nha em. Thế là chỉ còn lại có bao nhiêu đây? Hai thằng nữa ở trong cái ván đấu này. Chạy xe lên trên cái nào các bạn ơi. Người đâu cả rồi? À kia, à kia. Úi dồi ôi, bên này, bên này. Anh em ơi, nó kìa. Em ơi, lên bảng điểm số luôn nha em ơi. Và cần nhân gấp luôn ạ. Đây, bắn phóng liệu M79 ăn mừng nào. Uầy, câu một quả phóng liệu rất là cao luôn. Và chuẩn bị nổ này anh em ơi. Wow, không nổ. Và viên đạn phóng liệu nằm ngay trên vai mình. Đỉnh chưa anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.